đây mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì mình là Linh đây. Ngày hôm nay thì mình được một bạn tên là Bắp thì có cho mình mượn cái nick như thế này để làm gì? Anh em trên tay nhìn thấy thì đã biết rồi. Thì đây là con AKM mới ra và bạn Bắp này đã nâng cấp lên tận level 7 rồi, mắc mẹ đến level luôn rồi. Thì mình được các bạn ấy cho mượn cái nick để vào review cho anh em xem cái cây súng này nó như thế nào. Anh em nhìn không, đồ quá là trời luôn. Thì từ từ mình thử gọi là vòng qua kho đồ của thanh niên đại gia này thì nó khủng nó như thế nào. Xét đồ này mình chỉ gọi là review qua qua nhá. Đấy, anh em nhìn xét đồ này nhiều chứ, kéo mệt nghỉ đấy, nguyên một cây hải tặc luôn anh em ạ. Đẹp cực luôn. Đây gọi là nick này gọi siêu đại gia rồi đấy. Mới ra AK mà đã lần cấp max level 7 rồi. Ba lô này, cái ba lô này mình rất là thích luôn này. Đấy, thì kho súng này mình thôi mình vào luôn kiểu kho súng nâng cấp cho anh em xem nhỉ, xem là có những cái gì để level 7 rồi. Tất cả các loại súng anh em ạ, SK level 4 nhìn thấy ui đúng đẹp thế em, nhìn này đúng chất vãi nhở anh em nhở. Đây người ta gọi là nhiều tiền để làm gì. K98 level 6 M416 thì chưa, M416 thì không có. AK đây, cái cây mới nhất đây anh em, nó level 7 lận. Ngoại trang cơ bản hiệu ứng này, ngoại trang nâng cấp thông báo diệt, đẹp trai có gì sai đấy. Wow, đúng kiểu chất trời vãi. Đây là ngoại trang tối hậu, đẹp nhờ vãi. Và đây là cái max level là nó sẽ ra cái hòm như thế này. M24 cũng max level, Uzi cũng max, M4 chú Hà cũng max luôn, băng cũng max. Vẫn hò anh em ạ, anh em thông cảm nhỉ. M4 băng cũng max luôn. Đấy thì là gọi là sơ sơ qua cái gọi là cái kho đồ như thế này anh em đủ nhiều này. Cái mức độ mà tiền bao đổ bao nhiêu vào đây rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ vào trận đấu để bắn nha, thì mình sẽ đi solo squad rồ thôi. Ok, và đây rồi, mình vào trong trận đấu rồi đây. À có rất đông anh em ạ, bắn FPP mà. Tại vì là FPP ở trong những cái map săn hốc này thường rất là đông. Đấy anh em thấy không? Ui, có flare gun luôn này. Đang bắn nhau. Ui. Ui đây rồi. Ui tưởng mình tưởng AK cơ, thấy đạn 7 tưởng AK barrel anh em ạ. Thôi cầm tạm cầm tạm. Đồng đồng đồng, nó đang đây rồi, AK đây rồi, đổi luôn anh em. Tầng 2 này, tầng 2 rất đông này. X6 luôn này. Đổi thật cái X6 đi, tí quẩy anh em ạ. Đấy đấy đấy, đang sóc lọ nhau bên trên đấy. Các anh dài đang gọi là thanh toán lẫn nhau đấy. Đâu rồi? Đâu ta? À đây rồi. Anh dài đâu vậy? Anh dài đâu vậy? Confirm luôn. Đấy anh em nhìn không? Cái hiệu ứng bắn kìa, nó tóe ra đẹp thế nhở. Ui ui ui. Đâu 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 đâu. Từ từ anh em ạ. Ô, có thằng phá thính kìa. Đậu phộng bạn luôn. Thằng gì mà đã căng thẳng phá thính thế? Anh trai gì mà căng thế nhở? Chẳng nhau. Đã dò bên dưới anh em ạ. Từ từ mình xử xong bọn này thì mình mới cho anh em xem được cái cây AK. Cái này thì khó này. Đừng nghe thấy bạn rồi. Khó. Ngó nghiêng. Bạn ra làm sao kịp. Mình chỉ có gạt luôn thôi, không nói nhiều. Vẫn còn tạch tạch anh em ạ. Vẫn còn khá đông đấy, mình nghĩ là như vậy. Lúc mình nhảy xuống thì hơi nhiều, có thể nói là hơi hơi đông. Ủi xác kìa, xác bên ngoài làm la liệt anh em ạ. Cần chặt cây M4 nữa này. Đấy, ui giời ôi anh em thấy không. Đại gia mà anh em thấy không. M4 chú hề max level nữa. Ôi trận này cầm combo AK M4 hai cây level 3 à level 7 luôn. Quá hợp lý luôn. Ơ, có thằng rút chốt. Ủa, trong phòng này à? Đúng không? Hello, không có. Ủa nó rút chốt đứng đâu vậy? Không có trên này. Tầng dưới à? Lại rút chốt này. À có thằng chạy ra. Chạy này. Thế là clear luôn cái team nào đó. Anh em thấy cái hiệu ứng bắn không?
bắn phát nó lóe sáng đẹp vai. Ôi, trời ơi, cái setting của cái nick của bạn này mình chỉ cài nút di chuyển thôi mà mình lại cài cái nút ở bên gọi là cái gì nhỉ, cái có 1, 2, 3 thì mình cài ở cái số 3 anh em ạ, nên là mình điều khiển nó không quen, tại vì là cái số 1 bạn ấy cài rồi, mình không muốn là kiểu như là phá setting của người ta ấy. Cả độ nhạy mình cũng để im luôn, nên là có vẻ là trận này nghe vẻ là hơi khó với mình. Nhưng mà thôi, mình sẽ cố gắng anh em ạ. Khó thì mới gọi là thử thách được chứ. Thử thách bản thân luôn. Đấy, setting độ nhạy là không ăn nhập luôn. Sấy không biết đâu mà lần luôn, điều khiển cũng như quần què vậy. Đấy, anh em mình gây AK không? Nick này là full gọi là hải tặc các thứ luôn. Nguyên cây hải tặc từ đầu đến chân, quần áo các thứ, tay đeo nhẫn kìa. Quá đỉnh anh em ạ, quá dữ luôn. Nói chung là tính sơ sơ cái lick vị đại gia này mình cũng phải trên, mình nghĩ là phải trên 100 củ ấy, khéo hoặc là hơn đấy. Súng toàn level cao, level 7, toàn level 5, 6 trở lên. Bắn cái thí luôn ấy. Không tí mấy thằng kia thì cứ bắn thôi, nhây với mày luôn này. Mình lại sợ bạn quá cơ. Nào, ở đâu thì ra đi, chúng mình làm tí cho con nó khỏe nhờ. Được, à đụ ý thằng thế. Em có thằng vào á, vào à, vào nhà nào, vào đây này. Trời ơi, trên trượt xuống nó này gọi là easy cơ. Thế là thằng này không phải là thằng đẩy vào anh em ạ, à không phải, cái thằng bắn mình, quên cái thằng bắn mình là ở bên kia, định mệnh bạn luôn. Bạn nghe thấy mình nói phát là bạn quẩy luôn. Ủa, tay đèo nhẫn này cứ phải gọi là easy. Nào xem bác có gì, vũ ba các thứ cũng được của nó đấy. À còn thằng nữa, à trên tầng rồi, trên tầng 2 rồi. À lại vào đột nhập và trộm cắp à. Nào đây là nhà mình đấy bạn ơi. Đâu rồi, à sóc lọ sóc ai vậy, sao lại vào nhà mình rồi lại sóc nọ? Sóc nọ thì trong này bẩn hết cả nhà. Ui dồi ôi, nào sóc nọ này, ui không chết, sóc nọ này, ui dồi ôi, sóc nọ này, anh em ơi, này thì sóc nọ trong nhà tôi này, đậu phộng bạn luôn. Vai trưởng cái độ nhạy mình vuốt nó không nó không ăn à, còn thằng sọng còn thằng đằng sau thế này. Tôi này, đây là nhà của Linh ATM. Trời ạ, mình vuốt nó không theo luôn. Định mệnh thính luôn, bắn thính bá đạo vãi. Nó nên mẹ nó ba cái nóc nhà to rồi. Đi đâu mà vội mà vàng. Trời ơi, AK hải tặc, AKM hải tặc level 7 ấy. Lại có thằng khèo. Ui, được rồi. Mình sẽ đẩy sang, nó bắn ở ngoài kia, được rồi mình sẽ vòng lên trên, chứ nếu đẩy sang là không được, đi thôi. Đây, vòng lên trên này thì làm sao mà biết được. Đâu rồi anh gì ơi, em vòng một đường xa lắm. À đây rồi, thấy rồi, đuổi X6 này, nào chạy đi. Tầm này phải cầm M4 anh em ạ, đây là M4 chú hề. Nào, chỗ này chưa bắn được, đây. Đi đâu, rồi ôi. Nó lại cứ bị mạnh ấy, mình lại cứ bị mạnh ý. Trời ơi, M4 chú hề sấy phê thật, cứ nhiều gọi là cứ như kiểu là cầm gọi là súng skin đẹp, nhiều tiền, nó như kiểu là được búp sức mạnh ấy anh em ạ. Ừ, dồi ôi, nó cứ phê lòi. Này ơ, này có thằng nằm đây làm gì. Ok, định mệnh, định mệnh bạn luôn. Trời ơi, định mệnh bạn luôn. Nó cài em vào mạng của mình. À đây rồi. Nào thò. À vẫn thò. Nào thò. Có thằng tới. Ui dồi, đâu vậy anh trai? Đi đâu vậy anh trai? Nó cài em mạng mình của anh em ạ. Được rồi, mình lại chơi chiến thuật vòng, lại mở một góc đây anh em ạ. Mình mở sang là mình nghĩ là nó biết, nhưng mà mình vòng như này thì khả năng mình bắt được nó là ngon hơn. Định mệnh, bạn dám coi như thế là bạn KS mạng của mình một cách trắng trợn như thế.
Bạn chưa nghe câu là quả báo thường đến sớm à? Đến sớm lắm bạn ơi, mình đây. Nào AKMX6 đây, mình xấy cho bạn tuột xích luôn. Hello bác Tài, bác Tài đang ở đâu rồi? Hello baby, à bác Tài bên trên. Từ mình tháo cái X6 ra. Rồi, tầm gần mà zoom cái X6 lên thì thôi. Nào bác Tài đâu rồi? Mình vòng qua đằng này. À nó cũng chạy đường này luôn. Nào, bác Tài đi đâu vậy? Bác Tài vẫn còn đang lơ ngớ. Làm sao có biết là mình đẩy ra đây nhanh như vậy được. Ok té luôn anh em ơi nhở. Đây, mình chạy một vòng, lại vòng vào trong resort để xem là có kiếm được người trong này không. Có bác Tài nào trong đây? Có bác Tài đang chạy kìa. Đây rồi, bác Tài ơi. Ui dồi ôi, sấy mượt vãi. Nó cứ bị mạnh anh em ạ. Mặc dù là không có phụ kiện, sấy cứ như kiểu như là easy lắm anh em ơi. Trời ơi, từ từ mình vòng vào đằng này tiện thể đá qua cái thính. Mình biết là tại vì là mình chỉ vào lấy mũ giáp thôi. Thật ra là mình cũng bắn cái gì đâu. AK rồi, M4 cũng cầm rồi. Thế nó có gì nào, có gì ngon không? Ui, có ốp anh em ạ. Ui, phần vân đổi lại ốp thôi anh em. Đổi ốp, không nói nhiều. Ốp mà tí nữa còn vẩy cho phê. Quyết định là đổi ốp, té luôn anh em ạ. Đây, có tiếng bắn kìa, định mệnh. Bắn căng thế nhờ. Ui, dã nhau kìa, dã giò kìa. Ui dồi ôi, dã gì căng vậy mấy anh trai. Đây, ốp đây, để im. Im trang chơi đây. I'm coming. Đâu rồi, hello anh trai. À, có thằng chạy lên. Nào, chạy đi. Mình ngồi dình này, lên là bắn chết, bắn bỏ luôn này. À, chạy ngang qua, lại có một bóng ai đó phụt vàng qua nơi đây. Này gạt luôn cho được việc. Thơm luôn. Lại có thằng chạy lên. Nào lại ngồi dính. Nào. Lại chạy qua rồi. Ôi trời ơi. Bạn ơi, sao lại không check thế? Thằng trước vừa chạy bằng đúng cái đường như thế, thằng sau lại vào đấy anh em ạ. Nó lại cứ phải gọi là mình chẳng á. Lại có à, đồng đội à. À biết mình rồi, à chạy xuống. Chạy đi đâu. Trời ơi, mình sấy AKX3 mượt lắm. Nó cứ phải gọi là auto phê. Trời ạ. Thế là ngồi dình mà vớ được ba cháu luôn anh em. Xong mình thơm vãi. Thôi bây giờ mình chạy bo anh em ạ. Không là nhây bên ngoài được. Bú được ba mạng là hơi thơm rồi. Lãi rồi. Từ lãi nhưng mà đạn hết anh em ạ. Cố ra và nhặt. Không có ai đấy nhỉ. Đấy cái hòm hải tặc này. Cái hòm mà giết người là nó có thêm hiệu ứng đấy anh em. Cây AK nó mới gọi là đỉnh cao anh em ạ. Mặc nguyên set hải tặc, cầm AK hải tặc. Ui, nó phải có cái gọi là phê anh em ạ. Level 7 luôn. Tất cả các hiệu ứng đều có. Quá phê. Có tiếng, mình nghe thấy có tiếng nhẹ nhẹ ở đây. À đây rồi. Đi đâu vậy? Em đi đâu về? Mà tóc đầy me. Ui. Đây rồi. Ui, có giảm thanh. À giảm giật, quên lấy còn be. Lấy còn be rồi té luôn anh em ơi. Chỗ này nguy hiểm quá. Té. Bò nó lại ở trong này. Bò vừa lấy ở thu trong này chứ. Đây mình lên đây. Vừa ấy mình nghe thấy tiếng súng ở trong chỗ tầm nhà cộng anh em ạ. Đây là quyết định là của mình, là quyết định chính xác. Lên được cái đồi như thế này, bắn thằng nào chạy ra bắn bỏ luôn. Định mệnh các bạn luôn. Nó lại cứ gọi là hợp lý quá cơ. Nào ra đi, mình đợi các bạn lâu lắm rồi. Bò thu kìa, không dây rồi. Trời ơi, định mệnh luôn. Cũng chạy anh em ạ. Đứng đây còn tổng cộng là 4 cháu nữa, 4 thí sinh nữa. Ra đây để. À có thằng chạy. Đây rồi. Nào. Chiếc áo bà ba này. Ui, thanh niên lại còn quay lại bắn.
bắn ông vô vọng. Gọi là cũng có gọi là tí phản xạ, nhưng mà gọi là giật mình thôi, phản xạ do giật mình thôi. Ui, quay lại nhảy, quay lại bắn chứ. Chiếc áo bà ba. Ui trời ơi. Mình bảo rồi, mình đứng đây đợi thì bạn làm chạy làm sao được. Cái vòng. Úi. Một thằng chết vì bom kìa. Ui. Được nha. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nằm này. Úi. Cãi định mệnh. Nhòm này. Tại thằng này mà nó ăn mất mạng của mình. Đáng nhẽ là mình bắn quả headshot qua đấy rồi đấy. Nhưng mà nó lại quăng quả bom đúng lúc mình bắn. Thế là thôi. Nó lấy luôn cái mạng của mình. Thế là còn hai thằng. Thế là mình lốc một. À. Úi. Sao vẫn nắp bom kìa. Sao nắp bom nhau ta. Ơ. Thằng này nốc mà. Thế thì thằng kia cũng là bạn nó chứ. Sao nó lại đắp bom nhở. Mình có một cái đồi quá đẹp. Trời ơi, một cái quyết định lên cái đồi này là một quyết định đúng đắn anh em ạ. Không thể nào mà lệch được. Nó cứ gọi là phê ấy. Mình cứ bị mạnh ý. Mình mạnh vào cờ lờ ý. Đâu rồi. Chạy bo đi. Bo thu đến đít rồi kìa. Chạm đít rồi kìa. Bo này mà nó cắn được thì lát đít. Không chạy là chết. Dưới này thì mình nghĩ không có rồi. Tại vì mình lốc ở trên kia thì chắc chắn là bạn nó phải ở trên đấy chứ. Chắc chắn luôn. Nào chạy bo. À đây rồi. Chạy bo. À. Nào. Nấp gốc cây à. Này mình cho bạn quả bom này. Này. Cho bạn trái bom này. Có chạy không. X6 đây. À. Mày thì đúng đó này. AKM X6. Mượt VKL anh em ạ. Này cho bạn trái nữa. Cho bạn trái nữa này. Phylo. Nào có chết không. Ui. Không hề hấn gì anh em ạ. Thế thằng bạn đâu ta. Thằng chạy trước thằng chạy sau. Ủa thằng này không chạy trước chạy sau luôn. Bạn mày đâu. Ra cứu đi. Nhanh lên. Cứu bạn đi kìa. Đau bụng thấy mẹ rồi. Trời ơi. Không cứu nhau anh em ạ. Thằng kia đang gào thét. Thôi xong. Gào thét trong vô vọng rồi anh em ạ. Gào cứu bố. Ui giời ơi cứu bố. Màn hình bố đang tối rồi. Cứu bố. Chấm vào dưới này không. Mình test quả bom xem nào. Cũng ngồi gào cứu bố thôi. Thôi mình ngoài bo mẹ rồi. Thôi mình phải chạy thôi. Mình bo thu rồi. Ui không được rồi. Thế là nó chạy đường nào vào bo ta. Không ổn. Té gấp. Mình phải chạy được vào cái căn nhà này. Nó đâu, đừng nhìn đến tao nhá. Ẩn thân chi thuật, bộ hải tặc các thứ, level 7 các thứ. Ẩn thân chi thuật. Rồi, chạy vào rồi, hợp lý luôn. An toàn, tạm thời thì an toàn rồi anh em. Ui, ngoài bom, mình đang định vòng ra chỗ ngoài để bắn. An toàn. Mình vẫn trong bo, ui giời. Á, có tiếng đây, đây rồi. Ôi, bạn đen rồi. Chạy đi đâu. AG Candy. Trời ơi. Nó lại cứ phải gọi là dễ anh em ạ. Đấy anh em nhìn đâu. Bộ hải tặc này, súng hải tặc này đấy. Đẹp vai linh hồn anh em ạ. Sấy nó cứ phải gọi là bị mạnh ấy. Mình cứ cầm vào như kiểu là búp skin vũ trụ vậy. Ok. Như vậy thì mình cũng đã hoàn thành xong một trận đấu với tổng số mạng là 18 kill và review cho anh em cái cây AKM hải tặc. Ui, là anh em nhìn này. Cái hiệu ứng của bộ đồ kinh. Thuyền trưởng luôn. Ok, hẹn anh em ở những clip tiếp theo nhá. Nhớ like và đăng ký kênh cho mình. Bye bye.